Chào các bạn nha, chào lại các bạn YouTube Hôm nay ngoài trời, trời nắng đẹp lắm các bạn Mấy cái cây trước cửa nhà mình mấy tuần trước á, thấy nó giống như nó trụi hết Chỉ còn có cái cành khô thôi, nhìn nó cô đơn dễ sợ luôn Chỉ vừa có 2-3 trận mưa rồi trời nắng chút xíu là bắt đầu mình thấy cây nó đơm trồi ra Nó có hoa, nó có lá màu đỏ đỏ xanh xanh Mỗi cây nó có một cái màu sắc của nó giống như cái kiểu mà mùa xuân đó các bạn Hóa lọc các bạn bắt đầu nó có cái sự sống trở lại tự nhiên mình thấy yêu đời với sợ rồi ở ngoài ngoài đường á thì mình thấy có nhiều chim lắm à, những cái con chim mà cái màu nó đẹp cực kỳ luôn là màu đỏ rồi màu hồng rồi có những chú chim màu xanh nữa nó ríu rất ríu rất ơi, nhìn nó giống như kiểu mà cái cái tuổi mà mới lớn mà đang hẹn hò yêu đương rồi à, nghĩa là nó có đầy những cái sự sống trong cái cái thiên nhiên của mình nó rất là vui. Rồi bây giờ về với cái chủ đề chính hôm nay của chúng ta là chúng ta nói tiếp cái bộ um, thiên đồng thiên lương và liêm tham. Thì khi trên cái um, cái tinh hệ có nghĩa là trên cái thiên bàn của mình, nếu mà bạn nào mà có cái lá số tử vi á, mà có cái bộ tử vi phá quân đồng cung, thì cứ thấy tử phá là chúng ta biết cái thiên bàn của người này sẽ có hai cung vô chính diệu. Ở cung dần hoặc là cung thân mà vô chính diệu thì ở đó chúng ta sẽ có bộ đồng lương Nó chiếu qua cái cung bên kia vô chính diệu Rồi ở cung tỵ cung hợi thì ở hai cung đó sẽ có một cung vô chính diệu Thì lúc này chúng ta sẽ có liêm thàm chiếu về Đó, thấy trên cái màn hình ha Rồi, vậy thì bây giờ không mất thời gian chúng ta vào luôn Cái bộ đầu tiên mình sẽ bàn đến của ngày hôm nay là bộ đồng lương Nghĩa là cái người mệnh vô chính diệu mà có đồng lương sung chiếu nhưng mà trước khi vào vô chính diệu thì chúng ta nói một chút xíu về cái đặc tính của cái người có cung mệnh thiên đồng, thiên lương, đồng cung. Thiên đồng và thiên lương đồng độ chỉ ở hai cung dần hoặc là cung thân. Đối cung sẽ là cung vô chính diệu. Cung tam hợp sẽ có thiên cơ độc tọa và thái âm độc tọa. Thành cách cơ nguyệt đồng lương thuần túy cái người này là cái người thông thường họ sẽ là những cái người có cái tâm tính hiền hòa, có cái tâm tính thiện lương, sẵn sàng giúp đỡ cho người khác và tạo ra một cái nguồn năng lượng tích cực trong cái môi trường xung quanh của họ. Thì cái đó là cái đặc tính đầu tiên của cái người cung mệnh có thiên đồng, thiên lương. Có một cái hay ở đồng lương ở chỗ là nếu mà đồng lương á, cho dù nó hội sát tinh thì cái cuộc đời của họ nó chỉ nói trước Mình là người cuộc đời gặp nhiều những có khó khăn Nhưng mà xác tin nó cũng không làm hỏng được Cái phẩm cách của cái bộ thiên đồng thiên lương Người mệnh đồng lương là cái người có số làm thầy đó các bạn Chữ thầy đó chúng ta có thể hiểu rộng nha Là thầy giáo, thầy thuốc Làm những cái nghề nghiệp chủ tính lan tỏa Cái kiến thức thì rất hợp với người thiên đồng thiên lương thủ mệnh Thiên đồng nó chủ về tâm trạng còn thiên lương thì nó chủ về nguyên tắc Thì hai cái sao này đồng cung thì các bạn thấy là khó tránh được cái sự mâu thuẫn xung đột trong cái nội tâm của họ Nhiều khi họ cũng dùng dằn giữa cái tính lãng mạn và cái tính nguyên tắc Vậy bây giờ nếu mà nó có hóa kỵ đồng cung thì sao? À, đồng lương mà có hóa kỵ thì chủ về cái cơ tâm của mình nó nhiều nhiều khi mình cũng khăng khăng tự cho mình là đúng là cái người mà đồng lương mà có hóa kỵ gặp nhiều sao hình thì bắt đầu nó tạo cho cái tính mình nóng tính nhiều hơn nội tâm của mình nhiều khi dễ hoảng loạn dễ lo lắng hay gặp những cái vấn đề trong cái cuộc sống thì mình khó được bình ổn vậy nếu bây giờ gặp nhiều sao đào hoa đồng cung với đồng lương thì sao <laughs> gặp đào hoa thì mấy anh chàng thiên đồng thiên lương dễ thành lãng tử phong lưu khó tập trung vào làm cái việc lớn được và một đặc điểm riêng của kết cấu này là không nên gặp ở nữ mệnh. Người nam mệnh đồng lương ok, nhưng mà người nữ mệnh đồng lương thì thường mình hay gặp nhiều những cái vấn đề tình cảm của mình nó dễ có nhiều những cái muộn phiền đầu tiên những người mệnh mà nữ đồng lương là trong tam hợp là không nên có xác tinh mà các bạn thử tìm một cái người nào mà trong tam hợp mệnh không có một con xác tinh khó lắm kiểu gì nước ngoài dính một hai con nhẹ nhất cũng phải là đà la kình dương linh tinh hỏa tinh hoặc là hóa kỵ chẳng hạn thì kiểu gì nước ngoài dính một con có ai mà trong tam hợp mệnh mà chọn vẹn toàn là sao cát đâu Khó tìm lắm Cho nên cái bộ đồng lương này nó lại kỵ cho người nữ Nó báo trước mình ở cái buổi đầu đời của mình rất dễ Nhiều khi mình gặp gỡ một cái tình yêu nào đó Rồi sau đó lại biến thành cái sự cô đơn Rồi trong khi lúc mình lập gia đình sau này Thì cái cuộc sống vợ chồng của mình nhiều khi cũng có nhiều cái nỗi đắng cay mà mình phải tự ôm lấy Cho nên cái người nữ mà mệnh đồng lương nó báo trước cái tình cảm của mình rất là vất vả Cái này mình nói trước nha, nó phải có xác tình Rồi, sau khi mình xét cái cung bệnh người nữ đó xong Thì mình phải nhìn qua cái cung phu thê Bây giờ nếu mà cung phu thê người này mà có cự môn hóa kỵ Thì mình lại càng thấy nó nặng hơn Mà có thêm không kiếp là chắc chắn Cuộc đời người này tình yêu đắng cay rất nhiều Nhưng mà có một cái hay á là cái người mà nữ hoặc là người nam á, Mà cung bệnh có đồng lương nha các bạn Thì cái sự nghiệp của họ Vẫn tiến triển tốt Trải qua nhiều khó khăn rồi phát triển rực rỡ sau này đó là cái vấn đề sự nghiệp ông trời ổng cũng không có nghĩa là bắt ép ai đúng không các bạn mất đi một chút thì sẽ trả lại những thứ khác cho nên những người nữ mà mệnh đồng lương nếu cuộc đời bạn vất vả lương duyên thì hãy cố gắng tập trung vào cái vấn đề sự nghiệp rồi có một đặc tính nữa trong cái cung mệnh của người đồng lương các bạn là do cái tính chất của con sao Thiên Lương. Đặc tính của Thiên Lương thủ tại cung Mệnh nha, là cái người nào mà có Thiên Lương ngay cung Mệnh đó các bạn là nó báo trước Thiên Lương là ấm tinh, đặc điểm là thích giúp đỡ là che chở cho người khác. Thiên Lương nó có chức năng đó là hóa giải tai ách, nó cũng là cái sự hỗ trợ sao nó cần hỗ trợ khúc đó nó phải có chuyện thì nó mới hỗ trợ cho nên thiên lương đóng ở đâu là các bạn biết ở đó nó phải có một cái tai nạn hạn mà đến thiên lương của nguy trang vậy chắc chắn các bạn phải gặp một cái nạn gì đó rồi các bạn mới được cứu thì cái cung mệnh con người mình cũng vậy cung mệnh mà có thiên lương là lúc bé thường có một cái chuyện gì đó trong gia đình đầu tiên là xảy ra giữa bố mẹ mình À, bố mẹ làm ăn không ở chung với nhau được, không thuận hòa hoặc là vì lý do gì đó phải gửi mình cho người khác nuôi dùm một vài tháng, một vài năm Ví dụ như vậy là tùy theo cái lá số nó còn đi chung những cái sao gì nữa Bản thân của đương số nhà phải trải qua một cái tai nạn lúc bé Có người thì mình thấy uh, bị uh, chút xíu nó bị chết hụt à, Ví dụ như đi bơi, đi biển hoặc là đi sông, đi nước gì đó rồi nghĩa là chút xíu nó bị chết hụt rồi được người ta cứu lên có người thì hồi bé tự nhiên phát hiện ra một cái bệnh gì đó ốm cả cả một cái thời thời niên thiếu hồi nhỏ là coi như bệnh hoài nhà lúc nào cũng lo bệnh thuốc lo bệnh thuốc hết trơn á rồi tự nhiên đùng cái đến lớn tự nhiên khỏe béo tốt khỏe mạnh không bệnh gì hết có nghĩa là cái người thiên lương lúc bé nó phải trải qua một số những cái tai nạn mà làm cho người ta cảm giác giống như là mình trở thành một cái người khác đó, các bạn hồi nhỏ thấy nhỏ xíu thấy ốm ho cày mòn nó cho chơi chết rồi kiểu này giống như kiểu mà sư dinh dưỡng rồi nhưng mà không ngờ cái anh thiên lương rồi lớn lên lại béo tốt đó có nghĩa là nó phải có một cái sự gì nó thay đổi giữa lúc bé và lúc lớn một cái chuyện gì nó xảy ra đó là cái tính chất của sao thiên lương đóng tại cung mệnh rồi bây giờ mình bàn một chút xíu về cái người mệnh đồng lương thì trong sự nghiệp của họ thế nào nhìn chung thì trên cái mệnh bàn mà cung mệnh có đồng lương thì sự nghiệp của mình tương đối bình ổn không chủ về phiêu lưu nha mình là cái người không chủ về phiêu lưu bây giờ cần phải có hóa khoa hóa quyền và hóa lộc gia hội viết xương khúc tả hữu hoặc là khôi việc thì đây mới chính là cái cách mà có thể có địa vị của xã hội mà có danh tiếng thái âm mà cư tài các bạn vì thái âm nó chính là tài tinh thì khi nó đóng cung tài nó chủ về nhàn cung cho nên cái người mà mệnh đồng lương là nên chọn những công việc không có cái tính nó quá nặng nề, không nên chọn công việc nặng nề quá và cũng không nên chọn cái công việc mà nó có cái tính khai sáng quá lớn, cái kiểu như ngồi chơi xơi nước á, thì nó hợp với mình hơn. đó, mình thích hợp đảm nhiệm những công việc mà nó có cái tính tư duy nó nhiều, nó có vẻ kiểu mình lên kế hoạch á, thì nó hợp cho cái cái bệnh cách của mình. bây giờ nếu ví dụ như có văn xương văn khúc thì có thể làm về cái mảng văn hóa hoặc là học thuật nè, làm về công chúng rất là hợp với người đồng lương đi cùng với xương khúc bây giờ đồng lương mà có phượng cát giải thần thì sao phượng cát giải thần chính là cái sao nổi danh trong giới nghệ thuật đó các bạn còn tả hữu tả hữu thì bây giờ mình có thể phát triển trong giới chính trị nhưng mà vẫn là ở cái chỗ gọi là suy nghĩ và tư duy vẫn cái kiểu mà kế hoạch nó nhiều hơn mặc dù là mình làm chính trị đồng lương căn bản là làm công ăn lương à, hoặc là làm công chức làm những cái nghề ví dụ như là làm trong những cái xí nghiệp lớn ấy, cũng rất hợp với các bạn đồng lương những bạn đồng lương chưa cần biết là có sao gì đồng cung nha những bạn này rất giỏi về cái nghiên cứu khoa học hoặc là làm về cái mảng nghệ thuật và rất có duyên với học thuật rồi kế thì chúng ta nói một chút xíu về cái hạng của người cung mệnh có đồng thương Nhắc lại một lần nữa nha, vì đây chỉ là cái cách gọi là nhìn trên cái bố cục của người mệnh đồng lương thôi. Cho nên cái hạng này chúng ta cần phải coi nguyên cả lá số và mỗi đương số sẽ có một cái hình thái khác nhau. Nhưng đây chỉ là những cái điểm tiêu biểu. Hạng của người đồng lương thì khi đi đến Thái Dương, mà nếu thái dương được cát là cái hạn đây là gọi là cái hạn khai vận khai vận có nghĩa là ở những cái năm đó cái người đồng lương sẽ có những cái cơ hội quan trọng trong cuộc đời của họ có cái cơ hội được chuyển ngành được chuyển nghề có cái cơ hội được phát triển có cơ hội được đổi một cái một cái nhiệm vụ mới có nghĩa là trong cái hạng mà có thái dương á, thì cái người đồng lương đây là cái hạng khai vận vậy còn nó còn tùy thuộc vào cái vận đó đi cùng với những sao gì nữa nhưng mà thái dương chính là cái khai vận cho người đồng lương đi vào cái hạng mà có con sao cự môn có nghĩa là bạn bắt đầu đi vào cái cung phu thê của mình đó thì cái người đồng lương á, bạn mà đi vào cung phu thê nghĩa là ở con sao cự môn này nó sẽ có những cái tình huống bạn dễ gặp gọi là tiếng xét ái tình đây là cái hạn then chốt về vấn đề tình cảm Bình thường thì thấy không ai thương mình Mình cũng chẳng thèm để ý ai Mà sao tự nhiên đột nhiên vào con sao cự môn Cái tự nhiên có một cái tình cảm Mà cự môn nó cũng là một cái tình cảm Mà dễ gặp những cái thị phi Kiểu gì thì trong gia đình bố mẹ mình Hoặc là bố mẹ bên kia Sẽ có một cái chuyện gì đó nó dèm pha Nhưng mà bản thân của người đồng lương khi mà vào hạng cự môn thì rất dễ là mình sẽ đi theo cái tiếng gọi của con tim là tiếng xét ái tình khó chống lại được. Cái hạng mà phải nói là cái người đồng lương phải quan tâm, phải để ý chính là cái hạng mà có liêm trinh với tham lam đó, cái hạng liêm tham. Thì cái hạng liêm tham chính là cái hạng không tốt cho cái người mà đồng lương về đây. Cho nên cái hạng này nó rất kỵ gặp ví dụ như là thiên hình hoặc là hóa kỵ hoặc là có sát tinh nha. Thì chủ về những cái năm đó mình hay bị thất chí nhiều những cái thị phi và phải dính đến kiện tụng. Cái năm hạn mà có Thái Dương Bây giờ nếu mà nó có đi thêm con sao Hoa Kỵ đi Thì cái năm đó Cái người mà đồng lương Cái nội tâm của mình có nhiều những cái lo lắng Cái tâm lý của mình nó mất quân bình Khó kiểm soát được cảm xúc Do nhiều những cái toan tính Của những cái năm trước đó Hoặc là trong cái năm đó tự nhiên mình có nhiều những cái toan tính lắm Thì cái hàng đó sẽ xảy ra bất hòa Có tranh chấp từ bên ngoài Thu nhập thì có Nhưng mà tiêu xài cũng rất lớn Vậy thì đồng lương ưa đến hạng gì? Người đồng lương á, họ có cái tính chất là họ thích cái tính tích cực. Cho nên khi nào vào cái hạng nào mà chúng ta phải tìm những cái con sao nó có khí chất mà nó hợp với nó. Có nghĩa là nó phải phát huy được cái tài trí của thiên lương. Ví dụ như là có xương khúc nè, có thai tọa nè, có quan quý nè, có tả hữu nè, có khôi việc. Những cái sao này nó cho mình cái khí lực mạnh lên để cái người đồng lương họ tự tin vào bản thân của họ họ không còn cảm giác tiêu cực nữa bây giờ ví dụ đi vào thái âm hãm thái âm mà bây giờ nó có hóa khoa có các tin là tốt nhưng mà nếu mà nó gặp hóa kỵ tại đây thì cái hạn đó mình dễ biến thành mình không có hợp với mình mình hay gặp những cái vấn đề thị phi đó. đó vậy thì khuyên nói chung nha cả nam lẫn nữ mệnh mà có đồng lương thì khuyên đầu tiên là mình nên cẩn ngôn mình tập cho cái tinh thần mình nó có cái sự vui vẻ thì mình mới thành tựu được những cái sự nghiệp và những cái bước đường sau này của mình chính là cái cẩn ngôn và tập cho tinh thần vui vẻ. Nói một chút xíu về Thái Dương mà đi cùng với Lua Hóa Kỵ Mà bây giờ nếu mà trong cái hạng đó mà các bạn gặp tan môn hoặc là thiên hình, thiên khóc á Thì những cái năm tiểu hạng đó thường là trong nhà mình sẽ có một cái người thân trong nhà bị đau ốm, bệnh tật Bản thân của đương số phải chi một cái khoản tiền Vậy thì lúc này chúng ta phải xét coi cái vòng trường sinh nằm trên cái đất nào Ví dụ như cái cung phúc mà có thái dương mà bây giờ nó có sao thai á, Thì mọi chuyện nó cũng ở cái mức độ nhẹ thôi Rồi bây giờ mới vào cái cung vô chính diệu nha các bạn Bây giờ là chúng ta nói về cách vô chính diệu mà đồng lương đối cung Thì cái vấn đề sự nghiệp của cái bố cục này á, Thì mình sẽ là cái người Cái sự nghiệp của mình nó có liên quan đến ăn nói nó có liên quan đến vấn đề giao thiệp nó phải có dính đến vấn đề lên kế hoạch nó phải có nghiên cứu đây là một cái loại sự nghiệp mà phải có kỹ năng đó thì cái mệnh vô chính diệu mà đồng lương đối cùng là cái sự nghiệp của mình nó phải liên quan đến những cái đó cái kế nữa mình có thể làm những cái nghề ví dụ như là tư pháp y học hoặc là học thuật nha rất là tốt các bạn nhớ trong cái tam hợp của mình bây giờ nó đối với cái tam hợp bên kia hồi nãy là mình nói cái mệnh đồng lương mệnh đồng lương đó là trong tam hợp họ có cái bộ cơ nguyệt đồng lương thuần túy mà bây giờ cái cung xung đối của nó chính là cái cung vô chính diệu đó thì cái tam hợp của mình bây giờ sẽ là cái bộ cự nhật cự môn sẽ đóng cung quan mà thái dương sẽ đóng cung tài nó nó khác cái bên kia nhiều lắm cho nên đây mình cần có xương khúc tả hữu xương khúc tả hữu cho cái bộ cự nhật này nó giúp cho cái công danh của mình nó lên một cái lĩnh vực gọi là nghiên cứu khoa học nó có cái văn học nghệ thuật ở trong đó nó có cái tính truyền thông đại chúng hoặc là đây sẽ là cái người mà y e bóc mệnh tướng rất là hay Đây chính là những cái người mà có duyên về những cái mảng Ví dụ như là tử vi nè, đó Hoặc là ví dụ như là uh, coi tướng Hoặc là những cái bộ môn mà dịch quẻ Hoặc là uh, kinh dịch đồ đó Là những cái cách này họ rất là rất có khiếu luôn á ừ. Vậy nếu bây giờ mà họ làm kinh doanh thì sao? <laughs> cái kinh doanh của cái người này làm được chứ không phải là không Nhưng mà sẽ có một chút gì đó nó không minh bạch nó không minh bạch ở chỗ đó ví dụ như bây giờ mình nói ví dụ ha ví dụ như cái cách này mà họ có thêm xác tin thì có thể là họ làm nhưng mà họ trốn thuế đó thì cái kiểu như vậy rồi cái bộ đồng lương đó, đóng cung di các bạn nó thấy được cái hoàn cảnh tương lai cái viễn cảnh tương lai của mình mình rất có duyên với những cái người bằng hữu lớn tuổi hơn mình những cái người mà họ quen mình họ lớn tuổi hơn mình thường hay hỗ trợ giúp đỡ mình nhưng bây giờ nếu mà cái cung di đó có hóa kỵ thì mình sẽ trong cái hoàn cảnh là nếu mình đi làm mình với cái người sếp của mình thường là sẽ có những cái bức hòa <laughs> hoặc là hay có những cái lời qua tiếng lại với những cái người lớn tuổi hơn mình. Tuy nhiên cái cách này vẫn là cách mình được bằng hữu lớn tuổi trợ giúp nếu không có hình kỵ xung phá nha. À, rồi cái nữa là dù giàu hay là nghèo thì bạn vẫn chủ về cái người tiêu chi tiêu nhiều à. cái chi tiêu ở đây là do cái cái thể diện hư vinh mà tiêu pha à, tại vì cái cung tài của mình có con sao thái dương mà thái dương á, là con sao nó chủ về cái tính gọi là quý nó nhiều hơn là phú thái dương là cái tính nó sĩ diện thái dương là cái tính thích cho đi người thái dương không cho thì thôi nha cho là cho hết một trăm phần trăm giống có tính gì đó là cho phi không có cần trả đồng nào là cái người Thái Dương Cho nên Thái Dương mà đóng cung tài Nó cũng báo trước mình khó giàu được Tại vì mình cũng có cái gì nó khó giữ tiền Mình có vì thể diện của mình Hư vinh của mình, mình tiêu pha Đó cho nên con Thái Dương nó không phải là con sao tài tinh Mà nó chủ về con sao Về danh tiếng nó nhiều hơn nè. Rồi cái nữa là cái cung di của mình Bây giờ nếu mà có con sao thiên mã Thì cái số mình là cái số sức ngoại đó Vậy nếu không xuất ngoại thì sao? Không xuất ngoại thì mình cuộc đời thường hay có những chuyện mà mình hay phải đi lại. Cái kế là chúng ta bàn về cái tình cảm hôn nhân của người mệnh vô chính diệu mà có động lương đối cùng. Thì cái cách này, đầu tiên cái đẹp là cái mệnh của mình được giáp tử vi thiên phủ. Được giáp tử phủ tất nhiên là mình có một cái sự cách điệu rồi đó. Cách điệu có nghĩa là một cái sự chắc lọc từ những cái đường nét đơn giản nhưng mà nó nhấn mạnh cái yếu tố đẹp thì đó là cái khí chất của cái người mà cung mệnh được giáp tử phủ và có đồng lương đối cung còn về vấn đề tình cảm thì đây là người có khuynh hướng kết hôn muộn cái khuynh hướng của mình kết hôn muộn là do nhiều cái lý do đầu tiên có thể là do chính bạn là cái người kén chọn một nửa kia mình lại có cái tính hơi do dự trong vấn đề tình cảm và đây cũng là cách cục vợ chồng trên là tuổi Hoặc là mình lập gia đình với cái người đã có con riêng rồi Thì nó đúng số nha các bạn à, Nếu mà đây là nữ Thì mình sẽ có cái cách là sau này lúc mình sanh con Thì mình hơi khó sinh con Mà cái cách mà vợ chồng là tuổi là cái cách này Nó rất thể hiện rất là nặng luôn trong tử vi Mình nhớ là Hình như là mấy tháng trước hay năm ngoái vậy đó Mình có làm một cái bài về vợ chồng trên là tuổi thì đây là một trong những cái mệnh bàn mà tiêu biểu của cái người mà dễ lập gia đình với những cô nàng rất là nhỏ tuổi hoặc là ngược lại. Rồi, đây cũng là cái cách mà tay trắng lập nghiệp. Làm nghề y khoa nè, pháp luật nè. Nếu mà có thêm những cái bộ như là đào hồng, uh, thiên riêu hoặc là những cái bộ sao về nghệ thuật đó, thì đây sẽ là cái người có năng khiếu về nghệ thuật biểu diễn đây cũng là những người có năng khiếu ngoại giao quan hệ công cộng rất là tốt nếu mà làm quảng bá thì cũng rất là tuyệt vời có một cái nữa là những người mà có cái bệnh cách này thường là có số đi xa tốt nếu các bạn đi xa thì thường là ở bên ngoài mình được nhiều người kính nể hơn là khi mình ở ngay cái chốn quê nhà của mình nếu mình ở ngay cái nơi mình sinh ra thì cuộc sống của mình có nhiều những cái bôn ba vất vả vậy thì tóm lại đây là thuộc mẫu người tốt nha các bạn không phải là người xấu đâu vì cung mệnh và cung phúc đều thuộc mẫu người thích làm việc thiện vậy bây giờ mình có một câu hỏi nè bây giờ nếu bây giờ cung mệnh của người này mà không phải cung mệnh mà là cung tài thì sao có nghĩa bây giờ người này cung tài vô chính diệu được giáp tử phủ mà đồng lương đối cung thì mình luận như thế nào cái người mà cung tài ở cái thế này là cái hậu vận của mình sẽ làm từ thiện cái hậu vận của mình sẽ từ thiện một số tiền hoặc là một số tài sản của mình nhà cửa ruộng vườn gì đó không biết đại khái là một cái gì của bạn mà nó có thể giúp được cho người khác bạn sẽ từ thiện cho bá tánh cho chùa cho nhà thờ cho những cái hội từ thiện hoặc là bạn chọn những cái người trong gia đình bạn những cái người nghèo những cái người mà yếu thế mà bạn cảm thấy thương họ thì bạn trao một số những tài sản của bạn cho cái người kia cho nên cái cung tài đứng cái thế này là cái người rất là có cái tâm thiện cung tài của ai mà có cách này là người ta luôn luôn trong cái suy nghĩ của họ là sau này mà trúng số hoặc là giàu có hoặc là về già đi muốn mang những cái gì mình còn lại cống hiến cho cái xã hội này đó là mệnh hoặc là tài mà đứng ở cái thế giáp tử phủ đồng lương đối cung vì hai sao giáp này cùng với cái sao đối nó đã báo trước mình là người có cái phẩm đức cao thượng, tâm tính thiện lương lắm. Đó, dù có xác tin đi nữa thì cũng chủ về cuộc đời của mình những cái khúc đó mình gặp khó khăn thôi Nhưng mà mình vẫn có cách mình hòa giải nha Hòa giải có quý nhân giúp mình Chứ nó không ảnh hưởng đến cái phẩm cách của mình Nó không làm cho cái người này phẩm cách xấu xa đi đâu rồi có một cái dấu hiệu đặc biệt về cái vấn đề tình cảm trong cái mệnh bàn này các bạn. Bây giờ mình nói ví dụ như cung mệnh mình nằm tại đây nè, cung tài mình nằm tại đây, cung phu thê mình nằm tại đây, cung phúc mình tại đây thường là những cái cung á, mà nó có liên quan đến cái vấn đề cuộc đời của mình đó các bạn thì cái này các bạn sẽ thấy nó thể hiện nặng hơn trong đời của mình nha Nhưng mà trong tam hợp mệnh của mình mà có cái cách cục này hoặc là cung phu thê hoặc là cung Phúc thì thường là các bạn hay gặp cái trường hợp này lắm là trong cuộc đời của mình trên cái bước đường mình trước khi mình lập gia đình hoặc là sau khi mình lập gia đình luôn á à, Không biết sao trời xui Đức khiến cho mình gặp được một cái người khác giới mà cái người đó họ giúp cho bạn mà làm cho bạn cảm thấy rất là biết ơn cái người đó mình ghi lòng tạc dạ cái người đó nó thương cái người đó lắm nhưng mà hai bên không thể đến được với nhau bản thân của mình không thể kết hôn cái người kia được mặc dù là biết cái anh nó rất tốt Cái cô nàng nó rất tốt với mình giúp cho mình cái điều mà không ai có thể trên đời làm được cái đó cho mình mình ghi lòng tạc dạ mình rất là biết ơn nhưng mà cái tình cảm rất chân quý nhưng lại không có thể kết hợp tình yêu được thì là cái mệnh cách của cái người giống vậy À, kiểu gì bạn cũng sẽ gặp Nếu mà ví dụ nó có thêm những sao tài tinh Thì có thể lúc đó họ trợ lực cho bạn Và vấn đề tài chính họ cho bạn một số tiền rất lớn Bạn rất ngạc nhiên Bạn rất quý cái người đó Nhưng mà không lấy người đó làm chồng được hoặc là ví dụ như trên con đường bạn đi, bạn đi làm Hoặc là bạn đang làm một cái công việc gì đó Thì trong cái công việc đó tự nhiên xuất hiện một cái người khác giới Họ giúp cho bạn rất nhiều để bạn thành công Nhưng mà bạn lại không có thể lấy cái cô nàng đó Hoặc là anh chàng đó Thì cái cách là gọi là tình yêu rất chân quý nhưng lại không kết hợp được đến nhau, đó là cái cách của cái cái người có cái cách này đó mấy bạn. Một cách rất là đặc biệt ha. Bây giờ chúng ta qua cái cung thân đi, có nghĩa là bây giờ cung mệnh mình an tại dần rồi, bây giờ mình đưa cái cung mệnh mình qua cái cung thân thì bây giờ cung thân mình vô chính diệu mà cung dần mình có bộ đồng lương đối cung cái khác ở cái cung thân này vì cái cung thân nó là cung kim mà nó là dương kim thì cái người mà an cung mệnh ở đây bạn có cái tính nó hơi cứng hơi cứng nhà so với cung dần bạn là người có ý chí và thích những cái việc thẳng thắn cái người mà đóng ở thế này thì bạn là người quan trọng cái vấn đề sự nghiệp à, thái dương của bạn đóng cung thịnh bạn là người thông minh có cái năng lực là cái người này cái cung này nó có cái tính chất là nếu mà so nó với cung dần thì cung dần nó cũng có những cái tính chất đó nhưng mà ở cái người mà vô chính diệu ở dần thì cuộc đời mình kiểu gì nó cũng có cái phần vất vả hơn so với cái cung thân vô chính diệu mà có đồng lương đối cung cái người mà ở cung thân thì đây lại là cái người anh chàng hoặc cô nàng cái tính tôi cao lắm tính tôi cao mà lại còn hơi chủ quan nhưng bây giờ mình phải xét coi nếu mà nó có nhiều xác tin thì bạn sẽ rất chủ quan mà còn hơi quá khích nhưng mà nếu mà có các tin thì chưa chắc bạn làm như vậy bạn sẽ không làm điều đó bạn biết kiềm chế biết xử lý cái vấn đề bên trong của mình vì ngay cái tinh hệ ngay cái cung thân mà trong tam hợp này đã thấy bạn là thường xuyên mâu thuẫn với chính bản thân mình nhưng mà có một cái hay là cung tự ách của bạn lại nói lên bạn là người có khả năng hiểu ý cái người đối phương. Cho nên mới nói đây là cái dạng cách người thông minh nha. Rồi cái nữa là cho dù bạn là cung dần hay cung thân mà có bộ đồng lương xung chiếu thì vẫn khuyên. Cái khuyên đầu tiên là mình cần rèn luyện cái bản lĩnh của riêng mình. Người vô chính diệu mà có đồng lương xung chiếu là phải rèn bản lĩnh của riêng mình. Phải có cái sự tự tin và phải trao dồi cái kỹ năng giao tiếp vì chính cái kỹ năng giao tiếp nó chính là cánh cửa mở cho bạn ra ngoài cái thế giới để mà kết nối với tất cả những người xung quanh để mà cái sự nghiệp của bạn sau này nó rực rỡ Rồi có một cái này nữa là hồi đầu mình có nói là cái mệnh thiên đồng, thiên lương mà có số làm thầy đúng không? Làm thầy đây cũng là thầy giáo mà cũng là thầy mệnh lý. Vậy thì chúng ta mở rộng cái đề tài này hơn chút xíu nữa. Vậy thì có sao nào trong tử vi họ có duyên với thuật số mệnh lý? Thì có rất nhiều sao ở đây mình sẽ nói một số sao tiêu biểu nha Vì không có thời gian cho nên mình sẽ không nói cái phần này chi tiết Mình chỉ nói ngắn gọn thôi nha các bạn Đầu tiên là người mệnh có sao hoa cái Mệnh có sao thiên hình Thiên hình nó chính là thẩm phán đó mấy bạn Cho nên những bạn nào mà mệnh có thiên hình Thì nói tử vi như đinh đóng cột đó. Kế nữa là mệnh có sao bạch hổ Mệnh có sao tan môn Và những người cung mệnh có cô thần hoặc quả tú Đều là những người thích hợp với mệnh lý tứ trụ Có nghĩa là những cái môn mệnh lý và tứ trụ Thì các bạn rất giỏi Chính tinh thì chúng ta thấy có sao thiên lương Tham lan ở đây nè cái con sao tham lan chính là sao nói về tôn giáo đó tham lan nó lại chủ về cái vấn đề đạo thuật nó nhiều hơn thiên tướng cũng vậy nhà tham lan thiên tướng là thường là nếu mà nói tử vi thì họ cũng giỏi nhưng mà nói về đạo thuật á, thì họ lại có cái vẻ như là có duyên nhiều hơn thiên lương thì thích tử vi đổ số hoặc là phong thủy còn những bạn mà có sao thiên đồng chủ mệnh hoặc là trong tổ hợp có thiên đồng thì chủ về vấn đề bốc dịch Ồ, các bạn học bốc dịch thì các bạn có duyên lắm Học thuật đó chính là những người mệnh có thiên đồng Những nhà thuật số mệnh lý thường là nằm trong tổ hợp có sao thiên đồng Còn bộ cự nhật, à cự nhật là tử vi nha các bạn nha Rất nhiều thầy tử vi là trong tâm hợp bộ cự nhật Thái dương nó là tính động, nó liên quan đến cái động lực nó là cái nguồn năng lượng, nó là cái sự chiếu sáng. Vậy thì những người nào mà có bộ cự nhật thì khi các bạn học về tử vi đổ số, các bạn giống như một cái dịch vụ, bạn là một cái sự đại biểu cho cái đó. À, thì cái bộ cự nhật rất có duyên với tử vi đổ số. Cự môn nó các bạn nó thuộc về cái um, thuật số mệnh lý. Và các cái nghề mà dùng lời nói để mưu sinh đó là con sao cự môn. Cho nên cái bộ cự nhật chính là cái bộ mà họ ngồi, họ luật đoán các lá số tử vi rất là hay là những bạn trong tâm hợp có bộ cự nhật. Rồi, cái nên các bạn lưu ý là phần lớn những cái sao này nó phải hội tụ nhiều thì mới đúng. Chứ còn chỉ có một sao thì cũng không ăn thua. Hoặc là mình đi vào một cái hành vận nào mà nhiều sao kể ở trên đó, nó tụ hội lại thì cũng được. Đó, cho nên chỉ một sao đơn độc thì cũng rất là khó đưa ra kết luận. Rồi, gần đúng 30 phút luôn các bạn. Thôi không mất thời gian mình vào luôn cái bộ kế tiếp ha. Thì những cái bài vô chính diệu này, tại vì nó liên tù tì tù tì mà nó nhiều kiến thức quá cho nên là mình sẽ không có thời gian để mà đi vào những cái phần gọi là giải lao thì các bạn thông cảm nha. thì nó hơi nhức đầu nó nặng đầu chút xíu thì các bạn nào mà nghe thấy mệt đó, thì các bạn cứ ngừng lại ở cái phần đó rồi mình sẽ để cái timeline ở dưới rồi các bạn vô bấm cái timeline kế tiếp các bạn nghe. thì như vậy chúng ta không bị bất bài mà chúng ta tiếp tục theo dõi tránh cái phần là không tìm được cái chỗ nào mình vừa mới nghe xong. rồi cái phần kế tiếp là chúng ta nói về cái đặc tính của người mệnh có liêm tham. à hai cung tỵ hợi là hai cung liêm chinh tham lang đồng cung hai cung này nó sẽ có ý nghĩa khác nhau nhà cung mệnh đóng ở cung tỵ khác và cung mệnh mà có liêm tham đóng tại cung hợi khác lúc này nó còn tùy thuộc vào những cái tinh đấu trong tam hợp tạo thành những cái cách cục khác nhau ở đây mình chỉ nói cái tính tiêu biểu của cái bộ liêm tham tại cung mệnh thôi thì đầu tiên người nữ hay người nam mệnh mà có liêm tham thì cuộc đời của mình dễ vô tình lạc vào cái phận đào hoa. Người liêm tham thủ mệnh thì kiểu gì các bạn cũng có cách phát muộn. Sau 30 thì mới thấy cái người mệnh liêm tham có cái khởi sắc tốt giỏi giao tiếp là người mệnh liêm tham nha người liêm tham mà rất là có tài ăn nói mà đôi khi còn hay bị người ta nói cái anh chàng này thường là sao thấy không có chủ kiến nhưng mà không phải nhiều khi là vờ vịt như vậy thôi <laughs> cung phúc của người liêm tham mà có hóa kỵ thì khi còn trẻ nhất định phải có một cái nguy hiểm nào đó rồi sau đó mới vượt qua được là cung phúc của người liêm tham mà có hóa kỵ lúc trẻ nhất định sẽ có một cái việc nguy hiểm phát sinh cái hạn đó các bạn mà gặp xương khúc mình đang nói người liêm tham nha mệnh liêm tham đi vào hạn gặp văn xương văn khúc thì phải cẩn thận tai nạn xe cộ cái này ít sách nói mà các bạn để ý mệnh có liêm tham gặp xương khúc là cẩn thận cái năm đó gặp tai nạn xe cộ người liêm tham không ưa đến hạn văn xương đâu các bạn hoặc là ví dụ như vào cái hạng văn xương hoặc là mệnh có văn xương ở trong cung mệnh có liêm tham thì tuổi trẻ mình cũng có cái kiểu là cũng phải rời xa nhà liêm tham mà đi cùng với kỵ đóng cung quan đổi nghề đổi ngành nhiều liêm tham đi cùng với mã tuổi trẻ đi xa nhà rồi nói qua cung hợi một chút nha thì bây giờ nếu mà cung bệnh mình mà ở hợi có bộ liêm tham thì ở cung hợi lại là cái cung mình có tài buôn bán cái người này có tài nghệ buôn bán nếu bây giờ gặp được luôn hóa lọc thì mình lại có cái tình cảm phát triển thuận lợi nhưng bây giờ nếu mà tị hợi nhất là cái cung hợi có tài buôn bán mà lại gặp hóa kỵ thì trong buôn bán kiểu gì cũng phải có cái sự tranh chấp khó tránh đặc biệt nha bây giờ mình nói về lại cung tỵ thì đặc biệt ở cung tỵ các bạn mà người nam á, mà ở liêm tham tại đó mà có hóa lộc thì cái người này thích ra vào cái chốn phong hoa tuyết nguyệt thích rượu thích chè à, vậy nếu bây giờ ở đó không có hóa lọc mà có lọc tồn thì sao? Có lọc tồn thì mình lại người chủ giàu sang Nhưng mà cái tính gọi là vào chốn phong nguyệt thì vẫn còn nha các bạn nha <laughs> Rồi, hạn mà vào liêm tham cái cung hạn mình bước vào cái cung mà có Liêm Tham thì thường là sẽ có nhiều những cái hiểu lầm. Hạn vào Liêm Tham khuyên không nên chơi cờ bạc hạn vào cung liêm tham dù ở cung tỵ hay là cung hợi thì cái tình yêu của mình nó cũng có cái vấn đề nó không bình thường ở những cái năm đó làm sao cái tình cảm của mình nó không được bình thường các bạn yêu thương người khác giới rồi cái tình cảm của mình kiểu gì thì kiểu thì sau cái hạn đó mình hay có những cái dấu ấn để lại những cái dấu ấn khắc cốt ghi tâm về cung vô chính diệu thì sao à có nghĩa là bây giờ không phải là bước vào cái cung liêm tham nữa mà ngược lại là ở cái cung xung đối là các bạn về cái cung mà vô chính diệu mà có liêm tham chiếu đó, à, thì cái hạn đó thường xuyên mình sẽ có những cái chuyến đi xa đi ngắn đi trong nước đi ngoài nước kiểu gì thì kiểu mà cái hạn vô chính diệu mà có liêm tham chiếu thì cái tiểu hạn năm đó bạn cũng có cái vấn đề đi xa còn đi vui hay đi đi buồn là phải coi coi sao nó có sao gì trong đó mà thường là những cái hạn đó có những chuyến đi xa nha các bạn nha rồi bây giờ chúng ta vào cung vô chính diệu mà có liêm tham ở đối cung thì trên màn hình là chúng ta sẽ thấy có hai cách một là cung mệnh của mình an tại cung hợi liêm tham tại cung tỵ chiếu về và cái hình thứ hai á là mệnh mình an tại cung tỵ và có bộ liêm tham tại hợi đối cung bây giờ cái đầu tiên là trong cái tam hợp này chúng ta được cái cách gọi là phủ tướng triều viên được hoặc là không được thì cái đầu tiên là dễ bị lầm lắm nha vậy phủ tướng triều viên là cái gì thì đầu tiên là chúng ta hay bị nhầm cái này nè cứ thấy trong tam hợp có thiên tướng thiên phủ là gọi phủ tướng triều viên nhưng mà cái đó là nhầm nha các bạn nha thì đầu tiên là cái cách như trên cái màn hình mình để nè cái hình này nè cung mệnh tại cung hợi trong tam hợp mão có thiên phủ rồi mùi có thiên tướng chiếu và cung mệnh thì đây không phải là cách phủ tướng triều viên đây không được gọi là cách phủ tướng triều viên đâu cái ý nghĩa cách cục phủ tướng triều viên có nghĩa là cái cách người này họ được quý nhân đề bạc á nó hiểu như vậy đi cho đơn giản người được đúng cách phủ tướng triều viên là cuộc đời của mình thường được quý nhân đề bạc vậy thì như thế nào mới được gọi là phủ tướng triều viên thì bạn cần có hai cái yếu tố quan trọng cái đầu tiên là cung mệnh hoặc là cái cung an thân của mình nhưng mà ở đây mình vẫn đặt nặng cái cung mệnh hơn nha cung mệnh hoặc là cung an thân phải có sao thiên phủ hoặc là thiên tướng là sao chính tinh chứ không phải là cung mệnh vô chính diệu vì nếu bây giờ mệnh bạn vô chính diệu thì cái cung mệnh của bạn nó bị ảnh hưởng bởi cái cung đối rồi Cái cung đối đó chính là cái bộ tử sát, tử tham, liêm tham hay là vũ tham đó Thì lúc này con sao thiên phủ và thiên tướng của bạn Một con đóng cung quan, một con đóng cung tài Thì đó còn gọi là phủ tướng triều viên nữa Phủ tướng triều viên là cung mệnh của mình Phải có thiên phủ hoặc là thiên tướng à nếu như mệnh bạn thiên tướng thì thiên tướng của bạn nó phải cần miếu vượng có nghĩa là trong tâm hợp phủ tướng phải miếu vượng có là con thiên tướng đó, đó nó phải đứng ở cái thế miếu và thiên tướng không được gặp không kiếp riêng cái con thiên tướng đó là không được đồng cung với không kiếp thì mới được gọi là bộ phủ tướng triệu viên nhắc lại một lần nữa nha cái tam hợp phủ tướng triều viên là mệnh vô chính diệu là không được gọi phủ tướng triều viên mà phải là mệnh có thiên phủ hoặc thiên tướng thiên tướng phải miếu vượng và không được có không kiếp đồng cung với thiên tướng rồi vậy thì cái ưu điểm của cách này nghĩa là gì cái ưu điểm đầu tiên nếu mà các bạn gặp nhiều những cái các tinh đồng cung thì đây là cái điểm quý nó giúp cho mình cuộc đời được phú quý song toàn hưởng lộc dồi dào đây là một người đi ra ngoài được xã hội kính nể kính trọng trong cái cái xã hội này họ nhìn ở mình ở cái cái điểm tốt của các bạn mình có cái quan hệ ngoại giao tốt ở cái phía bên ngoài đây là cách cục mình được quý nhân phò trợ vậy còn điểm khuyết khuyết của cái bộ phủ tướng triều viên chính là cái chuyện tình cảm hôn nhân mình cần phải cẩn trọng trong cái chuyện tình cảm hôn nhân bởi vì phá quân hoặc là tham lam nghĩa là cái bộ xác có tham nó đóng trong cái cung phù thề của mình rồi cái kế là trên màn hình đây là những cái ví dụ cụ thể của các cách cục phủ tướng triều viên mình trích theo cái quyển sách tử vi đổ số toàn thư thì mình có chụp luôn cả cái hình của cái quyển sách ở cái trang đó thì ở đây họ cho sáu cái ví dụ nhưng mà trong đó có một cái ví dụ của một nhân vật mà hình như cái giờ sinh nó sai á lúc mình lập ra thì không phải là cách phủ tướng triều viên cho nên mình chỉ lấy năm cái còn lại thôi thì sẽ có một số những cái lá số các bạn thấy cái tuổi ủa sao lớn như vậy 271 tại vì cái lúc đó là mình để cái cái ngày xem cái năm xem là cái năm 2024 chứ không ai sống lâu được vậy đâu thì các bạn chỉ quan tâm cái vấn đề là nhìn cái cách cục thôi để chúng ta nhận biết được đây là những cách cục mà phủ tướng triều viên nó phải như vậy còn hai hai cái hình nữa hai cái hình này đó thì chúng ta sẽ thấy là cái điểm chung là cung mệnh phải có thiên phủ hoặc là thiên tướng và thiên tướng là không được đồng cung với không kiếp mà thiên tướng phải đắt nha các bạn nha Đăng miếu rồi bây giờ có cách cục thứ hai là cách cục nghe cũng hơi giống giống nhưng mà không phải cái cách thứ hai gọi là thiên phủ triều viên thì sẵn cái phần này mình nói một chút xíu qua thiên phủ triều viên luôn rồi trên màn hình đó là cái lá số của minh mục tông long khánh hoàng đế cái lá này được lập theo cái quyển tử vi đổ số toàn thư thì trong tử vi đổ số toàn thư họ có cho cái thông tin của Minh Mục Tông Long Khánh Hoàng Đế Nhưng mà có một cái sai họ in sai á, Là họ nói mệnh được an tại cung thần Nhưng mà theo thông tin họ cho Thì khi lập lá số là mệnh phải an tại cung tốt mới đúng Cho nên bạn nào mà có cái quyển tử vi đổ số toàn thư á, Thì các bạn sửa lại cái khúc này là họ in sai nha Mệnh phải an tại cung tốt mới đúng còn ví dụ như nếu mà may mắn mà cái nhà sách mà họ in cái quyển sách này mà các bạn thấy cái này á, thì thì các bạn có thể sửa lại tại vì những cái thông tin những cái quyển sách tử vi này nó chính là những cái phần tham khảo kiến thức mà những cái người họ yêu bộ môn tử vi họ cần có cái thông tin chính xác lắm cho nên insight là rất là tội nghiệp những người coi cho nên nếu mà các bạn nghe được cái phần của Rosie thì các bạn chỉnh lại cho cái giới yêu tử vi họ có đúng cái thông tin để có cái những cái lá số để tham khảo. Thật ra những cái người mà học tử vi với các bạn đọc sách là học hơi lướt qua lắm, họ không có quan tâm. Nhưng mà những cái người mà yêu tử vi hoặc là kiểu mà nghiên cứu giống như Rosie là mình xem rất là kỹ, mình đọc đến đâu là mình lập lá số đó, mình đọc từng chữ một chứ không phải là đọc lướt đâu. Cho nên là sai là mình biết liền. Thì đây là cái phần sai của sách nha Các bạn để ý Thì bạn nào có quyển sách này thì sửa lại khúc này Rồi, vậy thì vào cái phần mà thiên phủ triều viên Thiên phủ triều viên có nghĩa là cung mệnh của mình Có thiên phủ đóng tại cung thần hoặc là cung tuất Đồng cung với liêm trinh mà không bị sát tinh xung phá Cách này được gọi là cách cao Có nghĩa là mình làm quan cao các bạn Có phúc, có quý Người nữ mà có cách này mà không có sát tinh xung phá thì đây là người nữ trung trinh hiền thục. Cái cách này rất cần có tả hữu mà có thêm tả hữu đi cùng thì thiên phủ bây giờ là ngôi cao trót vót càng cao càng quý. Nó chỉ có một cái điểm khuyết thôi, đó chính là bất lợi trong hôn nhân. Mình nói bất lợi đây nó có nhiều cái ý nghĩa khác nhau nha Và đây cũng là cái cách nên kết hôn một Tại vì cái cung phu thê của mình có sao pha quần mà sẵn đây các bạn nhìn cái thiên bàn của cái người mà tử vi cư ngọ thấy đẹp không? Tử vi mà đóng đúng cung ngọ có nghĩa là đế cư, đế vị nó về đúng cái đức của nó Rồi bây giờ đi qua cái hạng kế tiếp và đóng cung mùi thì lại được Minh Châu xuất hải có nghĩa là Thái Dương cư mão mà Thái Âm cư hợi cái bài trước mình nói đó rồi đi xuống cái cung tốt thì được cái bộ là Thiên Phủ Triều Viên rồi cung hợi mà Thái Âm tại đây thì là Nguyệt Lãng Thiên Môn rồi đi đến cung dần thì được Vũ Tướng Dần Thân rồi đi lên cung mão thì lại được Dương Lương tại đây hai cung mão dậu rất là hay bởi hỏi tại sao mà cái tử vi cư ngọ nó không đẹp cũng ổn chỉ trừ khi nào nha mà họ bị không kiếp đánh phá hoặc là gặp tuần triệt thôi chứ còn không là cái người tử vi kiểu gì họ cũng có cái thế riêng của họ à rồi các bạn thấy cái bộ vũ tướng vũ tướng này cũng rất là hay nha cái bộ vũ tướng này là một bộ cực kỳ hay luôn á mà bây giờ nếu mà nói thì nó quá dài không biết có nên nói hay không thôi thì mình xin chút xíu nói thật nhanh để vào cái cung vô chính diệu thì vũ tướng nó đồng độ ở hai cung dần và thân do ảnh hưởng của thiên tướng nha các bạn nha à, ảnh hưởng của thiên tướng thì cái tính chất cương trực của vũ khúc bây giờ nó được điều hòa nó có cái xử sự, sự nó khá hòa hoãn đó vậy thì bây giờ mình so sánh thử vũ khúc với những cái sao đi cùng rồi à, vũ khúc đi chung với thiên phủ nghĩa là cái bộ vũ phủ đó thì cái tính cẩn thận của cái con sao thiên phủ nó điều hòa cái tính cương trực của sao Vũ Khúc thì tạo cho người này trong cương mà có nhu. Còn Vũ Tham thì sao? Vũ Tham là bây giờ Vũ Khúc Tham lang đồng cung thì cái người Tham lang ấy con sao Tham lang nó có cái tính là ăn nói khéo lắm ở à, nó khéo xả giao hơn con Vũ Khúc nhiều, cho nên cái tài ăn nói khéo léo của Tham lang nó điều hòa. Nhưng mà cái lòng ham muốn vật chất thì vẫn còn nha tuy nặng nhưng mà họ vẫn biết tiết chế chứ không có thái quá đó rồi bây giờ đi so sánh thử vũ tướng như thế nào cái người vũ tướng á, thì nói thật lòng thì cái người vũ tướng họ không khéo bằng cái người vũ tham đâu và họ cũng không có biết điều hòa cương nhu giống như người là vũ vũ nhưng mà Vũ Tướng là người có cái lòng chính nghĩa chẳng ai hơn được Vũ Tướng là chính nghĩa lắm luôn á à, Tại vì cái tính thủy của con sao tiên tướng nó giống như một cái dòng nước ấm chảy hòa quyện vào cái tính kim của Vũ Khúc Bây giờ nước nó giống như là nó dâng trào lên vậy mà Nước mà nhiều nước thì sao các bạn nó trôi hết tất cả những đất đá đi à, Đó chính là cái lòng chính nghĩa của cái người mang cái bộ Vũ Tướng Người vũ tướng là cái người sẽ giúp đỡ người khác, biết hy sinh, biết cống hiến, đó là cái người vũ tướng mà làm, phục vụ một cách vui vẻ, đó. Nhưng mà cái người vũ tướng bây giờ, cái con sao xung chiếu của nó chính là sao phá quân. À, đây nè, cái tinh hệ phá quân này ảnh hưởng rất mạnh đến cái người vũ tướng. Vũ tướng bây giờ nó ngại gặp Kình Dương Đà La hay là Hóa Kỵ, tại vì bây giờ họ sẽ có cái tính chủ quan. <laughs> cái nội tâm của họ thường hay có những cái mâu thuẫn kịch liệt cái tính phục vụ bây giờ nó dễ nghiêng về dục vọng nhiều hơn dễ nghiêng về cái tính thống trị nhiều hơn à, họ âm thầm họ đi từng bước để họ giành được cái quyền của họ nếu bây giờ cái cung mệnh của họ có kình đà hóa kỵ tại vì lúc nào phá quân nó cũng đóng ở cái cung xung chiếu tranh chấp kiện tụng là khó tránh được nha các bạn nha À, vậy cái người nữ Mà cái mệnh có vũ tướng Thì cái cung phu của mình sẽ là con sao tham lan Đó. Tham lan nằm đây Thì cái hạn <laughs> Thì cái hạn mà về sát phá tham Hoặc là cái hạn mà về Những cái bộ sao mà tình ái Thì cái cuộc sống hôn nhân của mình Thường có những cái biến động Vậy còn nếu bây giờ mà mệnh mình nằm ở đâu Mà đi đến cái hạng vũ tướng thì sao À đi đến cái hạng vũ tướng Thì trong hôn nhân cũng có nhiều cái vấn đề Hạng Vũ Tướng chính là cái hạng mà cái người phối ngẫu mình thường hay có những cái vấn đề biến động trong hôn nhân các bạn, dễ có cái người thứ ba bên ngoài nói vậy đi cho nó dễ. Đó, hoặc là sinh ra những cái vấn đề gọi là khác biệt, những cái sắc thái đặc biệt, những cái um, mình không muốn nói nó 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 hơi bị sát tại vì nó cần phải coi cái lá số nhưng mà thường ở cái hạng mà đến Vũ Tướng là trong vấn đề quan hệ vợ chồng Phải rất là dè dặt Mà phải rất là cẩn trọng Đó. Rồi bây giờ vào cái cung vô chính diệu nha các bạn nha <laughs> Nói nhiều quá là hết cái hơi Đã không nói được cái phần chính của mình Rồi vậy bây giờ Cái người mà mệnh vô chính diệu Mà có liêm tham ở đối cung Thì như thế nào Thì trên nguyên tắc với cách cục này Nhìn chung thì mình là cái người chủ Về rời xa quê hương Thì phát triển rất là tốt đây là người có tài ăn nói, đây là người giỏi ngoại giao nha các bạn nha và có một cái đặc biệt đó là những cái người này thường là những người cái ngoại hình dễ nhìn kiểu gì cũng phải dễ thương chứ không bao giờ là xấu được à, ít nhất là cũng phải dễ thương là cái cách cục này còn về cái người phối ngẫu của mình thì người phối ngẫu của mình là người có cái tình cảm phong phú Tính hay thay đổi là anh chồng hay là cô vợ của mình nha Dễ suy nghĩ thoáng Tuy nhiên họ lại cũng có những lúc họ lại rất là bảo thủ Tính hơi lập dị, hơi khó hiểu Đó là cái người phối ngẫu của mình Và có một cái điểm đặc biệt là thường trên mặt họ phải có một cái vết thẹo Vết thẹo lớn hay vết thẹo nhỏ gì của mẹ trên đầu, trên mặt kia đó Phải có một vết thẹo Còn không là cái người có cái lá số này nè Bạn sẽ có một vết thẹo trên mặt Thì nó ứng với cái cách cục này lắm số mình là nó có một cách đặc biệt là cái số này trước khi kết hôn thường phải băng đèo lội suối rồi sau kết hôn thì mình lại có cái thái độ trước và sau khác nhau nói một cách đơn giản có nghĩa là trước khi kết hôn thường có nhiều những cái chuyện vất vả buôn ba phải tranh luận tranh cãi đòi này đòi kia dằn qua dằn lại gia đình mới chịu cho cưới ví dụ như vậy đó hoặc là có những cái chuyện mà làm bạn phải rất là vất vả mới lấy nhau được nhưng mà sau khi yên ổn tất cả mọi bề hạnh thông hai bên ở với nhau vui vẻ bằng lòng hết rồi thì bắt đầu tự nhiên hai vợ chồng có cái gì đó bắt đầu nhìn thấy mình á cái người mà có lá số đó bắt đầu cảm thấy hình như hồi xưa bố mẹ mình nói đúng. <laughs> Hình như anh ấy không giống như mình suy nghĩ. Có nghĩa là cái cách giống như cái lá số này, mệnh vô chính diệu, vũ sát đóng cùng phu thê. Mà cái vũ sát đóng cung phu thê này nó cũng nó cũng báo trước á, là cái người phối ngẫu mình Ví dụ như nếu mà đi làm những cái ngành nghề Mà ít khi ở nhà quân đội cảnh sát thì nó ứng nha các bạn nha Có nghĩa là nó phải có những cái vấn đề mà trước sau nó khác nhau Trước hoặc là sau hôn nhân vẫn phải vất vả. Đó. Người có mạng cách này thường là thuộc cái nhóm chọn lượng người hôn phối, thường là chọn những cái bạn có điều kiện mới lấy kìa. À, nói với các bạn đừng buồn thường thường những bạn này thường thường là nhìn thấy cái cô kia có có quán có xá có cửa tiệm có gia đình ủng hộ rồi hoặc là thấy anh này có cái vấn đề gọi là cái cái địa vị xã hội hoặc là có tiền có điều kiện mình mới lấy thường là cái nhóm này như vậy nha mình không đánh giá tốt xấu mình chỉ nói trên cái vấn đề tử vi thôi mỗi người họ có cái cách chọn của họ riêng với các bạn đâu có dẫn như người ta được mỗi người có cái cái điều kiện họ thích khác nhau đúng không thì bạn sẽ là cái người mà thường chọn lựa cái ngồi hôn phối của mình có điều kiện hơn mình có vật chất hơn mình hoặc là gia đình họ có cái địa vị xã hội hơn mình ít nhất cũng phải chọn cái đối tượng có cái năng lực trong cuộc sống thì mới hấp dẫn được bạn là cái người có cái lá số giống như thế này mình sẽ là người hay nói mình là người đa tình nhưng mà cái tính đa tình trước khi hôn nhân Nó sẽ trở thành cái tính lo lắng chăm sóc cho gia đình Đó, đó là cái điểm tốt Có nghĩa là cái bạn mà có cái lá số này là thường hay bị nó nói Trời ơi cái anh này ha, tính đa tình lắm Hoặc là cái cô này đa tình lắm Coi chừng đừng lấy nó Nhưng mà sau khi lấy về Cái bạn này sẽ trở thành cái tính là chăm sóc cho gia đình đó các bạn Và đây cũng là cái số rất dễ lập gia đình với người xứ khác một đó là mình đi xứ khác rồi mình gặp cái người phối ngẫu của mình Hoặc là mình đang ở cái khu của mình Thì thình lình mình gặp được một cái cô nàng, một anh chàng từ cái vùng khác chuyển về đây Rồi đây cũng là cái cách là sau khi lập gia đình Rồi mình lại rời xa đi chỗ khác để làm ăn Thì lúc này mình cần coi coi trong tam hợp của mình có sao lập tồn trong tam hợp hay không nha Số này cũng là số có cái năng lực kinh doanh nếu mà các bạn xuất ngoại mà kinh doanh thì cũng rất tốt Bạn có thể làm buôn bán nè Đây cũng là người có năng khiếu nghệ thuật Bạn này phản ứng nhạy bén với cái đẹp lắm Cái cách bạn này rất là thẩm mỹ Nhìn cái đẹp rất là chuẩn luôn á Là cái người mà có cái số này nè à, Cái nữa là nếu mà trong tam hợp của mình không có xác tinh Thì có thể làm nhân tài chính trị Vì đây là người có cái kiến giải đặc biệt thì nếu ai mà quen với những cái người bạn mà có cách cục giống như, như trên màn hình đó, thì chúng ta sẽ thấy một điều là khi chúng ta nói chuyện với những người bạn này á, thì chúng ta sẽ nhận thấy một điều là những anh chàng những cô nàng có mệnh cách này có cái lối suy nghĩ khác thiên hạ lắm rất là thông minh và rất là độc đáo mặc dù là cái xã hội này cái vấn đề truyền thông nó đều mang đến cho chúng ta dễ bị ngộ nhận nhưng những cái người mà có lá số này là cực kỳ tinh vi luôn họ nghe như vậy thôi chứ chưa chắc họ tin đâu và họ có cái sự suy nghĩ có cái sự gọi là nhận xét riêng của bản thân họ bởi vậy nếu đây mà không có xác thinh thì đây chính là nhân tài chính trị vì đây là người có kiến giải đặc biệt mà họ lại có cái cách gọi là khéo ăn khéo nói nữa à, vậy nếu bây giờ mà có xác tinh thì sao <laughs> có xác tinh thì bề ngoài khéo ăn khéo nói nhưng bên trong lại thiếu thực tế cái xác tinh bây giờ nó làm cho cái tình cảm của mình nó nhiều những cái rối rắm vậy thì cái lời khuyên cho những bạn mà có cách cục này á thì thực ra mà nói thì cái khuyên là khuyên bạn nên có những cái sinh hoạt văn nghệ đi làm cho tinh thần của mình nó bớt sầu khổ vì đây là cách cục mình hay cảm thấy cô đơn và nhiều lắm lúc mình cái cảm giác mình hay bị bỏ quên là cái những người có cách giống vậy á các bạn cho nên những anh chàng những cô nàng nào có cách cục này thì có thể ở nhà hát karaoke nhiều lên, à, hát karaoke rồi rủ bạn đi hát hoặc là buồn thì các bạn cứ lấy đàn ra đánh hoặc là biết một chút nhạc cụ gì đó nó cũng làm cho cái tâm hồn mình nó thư thái. Cái cách này là cách họ rất là có nghệ thuật nha. Thì hãy dùng âm nhạc, dùng nghệ thuật để đánh tiêu đi cái cảm giác cô đơn, đánh tiêu đi cảm giác bỏ quên của mình để mình sống nó có tích cực hơn. Đó là khuyên bạn là nên sinh hoạt văn nghệ tích cực. Rồi cái người mệnh vô chính diệu mà gặp cái um, cái hạn liêm tham này nè. Bây giờ ví dụ như mình là người vô chính diệu nha cách này. Mà bây giờ mình đến cái cung liêm tham là cũng xa. Nhưng mà khi cái tiểu hạn vào cái cung đó, đó thì mình cũng không nên thay đổi ngành nghề. Mình nên thủ thành nha các bạn nha. Còn ví dụ như bây giờ các bạn đi đến cung tị thì hoặc là cung hợi có nghĩa rằng là bạn cũng hơn 60 rồi thì những cái năm đó mà ví dụ như có chuyển đổi về nhà cửa hoặc là bán cái cái um, cái business của mình nó có một món tiền lớn thì các bạn cũng nên dè chừng thôi đừng có làm lớn quá tại vì những người mệnh vô dính diệu về hạn liêm tham thường là sẽ trong cái năm đó những cái hạn đó sẽ có một cái vấn đề mất mát lớn về vấn đề tài chánh nên thủ thành và không nên thay đổi ngành nghề một cách nhanh chóng. Người nữ thì sao? Người nữ thì bạn nên cẩn thận về những cái bệnh, những cái bệnh lây nhiễm qua đường móng. Là nếu mà về cái hạng liêm tham đó nha các bạn. Rồi bây giờ mình nói qua cái cung thiên di. Bây giờ mệnh mình vô chính diệu mà cung di của mình có bộ liêm tham mà có hóa kỵ ở cung di thì sao? Bây giờ nó có hóa kỵ thì mình dễ mang nhiều những cái bực nhọc trong cái vấn đề tình cảm. Vậy còn nếu bây giờ cái cung Di đó chính là cái cung an thân của mình thì cuối đời của mình thường có cách là mình sẽ sống riêng. Sống riêng đây có nghĩa là có thể là vợ chồng không ngủ chung hoặc là mỗi người một buồn, mỗi người một phòng, cái kiểu như vậy là cuối đời thường có cách ở riêng. Nói một chút xíu về cái bộ vũ sát nha các bạn nha. Ở hình số 1 thì vũ sát đóng tại cung dậu Thì vũ sát nó cần có sao lọc tồn Nhưng mà nếu mà đi cùng với tả hữu đồng cung á, Thì vợ chồng sẽ không an phận Có khả năng là có chuyện chăn gió ở bên ngoài nó nhiều Cách này nó nặng hơn khi cái cung mệnh của họ đóng tại cung tỵ Còn cái hình số 2 á, thì người nữ mệnh vũ sát ở cung mão vũ xác bây giờ ở cung mão là cái cung phu thê của mình và cung mệnh của mình vô chính diệu có liêm tham đối cung thì cái cách này nó không nên gặp con sao kình dương hay là bạch hổ ở cung phu thê vì nếu mà có bạch hổ hoặc là có kình dương đóng cung phu thê thì cái Người phối ngẫu mình dễ có khả năng cao là họ sẽ có cái vấn đề tai nạn một lần trong cuộc đời của họ Còn không thì đây cũng là cái cách mà có khả năng kết hôn hai lần rất là cao đó Thì hoặc là những cái hạng mà đi qua cái bộ vũ sát mà đồng cung với kình dương Hoặc là đồng cung với bạch hổ Thì cái hạng đó cũng phải cẩn thận về vấn đề tai nạn nha vậy thì tóm lại những cái người trong cái tam hợp mà có thiên phủ thiên tướng như thế này thì rất sợ có sát tinh, tại vì trên nguyên tắc á, thì cái tam hợp này khó kiếm được sao hóa lắm, tại vì thiên phủ và thiên tướng là hai sao không có sao hóa, trừ khi nào trong tam hợp của mình có xương khúc tả hữu, bởi vậy nó rất ngại gặp sát tinh hoặc là hình sát tinh đồng cung, nó phá cái cách cục này đi mình khó tìm được quý nhân phò trợ, mình khó bộc phát được cái tiềm năng của bản thân. Ư xương khúc nè, ư tả hũ nè, quan quý hoặc là khôi việc cũng được. Cũng giống như đang mùa hè oi bức, tự nhiên có một cái làng gió mát. Một người đang gánh một cái gánh nặng ở trên vai, tự nhiên có một kẻ khác đến họ gánh bớt cái bao phục đó cho mình. Thì cái đó gọi là những cái người mà trong tâm hợp này có xương khúc tả hũ quan quý hay là khôi việc thì rất là quý Rồi mình tạm dừng cái bài này tại đây nha các bạn nha Mắt mình nó cũng nhíu lại rồi Vậy thì chúc các bạn có một ngày thật vui Và hẹn gặp lại các bạn ở những cái bài vô chính diệu sắp tới Chào các bạn